Xin chào các bạn, quân đội Nga thì đang đe dọa nhóm Ukraine ở khu vực Kursk bằng cách bao vây, tấn công dồn dập ở nhiều hướng khác nhau trên các mặt trận. Ngày 13 tháng 9, một đợt không kích bằng máy bay không người lái UAV khác của Nga đã phá hủy các mục tiêu trên khắp Ukraine. Những vụ nổ dữ dội xảy ra ở các thành phố cảng phía nam Odessa và Chernomorsk. Các cuộc không kích của Nga thì được báo cáo ở khu vực Mykolaiv cũng như các khu vực chiến sự Kherson và Zaporizhia. UAV của Nga thì đã tiếp cận các mục tiêu ở khu vực trung tâm Vinitsa và ở phía tây Ivano Frankivsk. Hậu quả của cuộc tấn công là một đám cháy lớn bùng phát tại kho nhiên liệu ở Galich phục vụ cho nhu cầu của quân đội Ukraine, bao gồm cả việc chuyển vũ khí đến từ Ba Lan. Lực lượng dự bị quân sự Ukraine bị phá hủy bởi các cuộc không kích liên tục của Nga ở biên giới phía đông khu vực Kharkiv và Sumy. Về phía Ukraine, lực lượng vũ trang Kiev vẫn chưa được phép tấn công lãnh thổ của Nga bằng tên lửa do NATO cung cấp. Đó là lý do tại sao mà họ đang cố gắng tấn công bằng UAV ở các khu vực biên giới, nhưng chúng lại không mang lại kết quả đáng kể nào. Cũng trong ngày 13 tháng 9, lực lượng phòng không của Nga đã phá hủy 20 chiếc UAV của Ukraine ở 6 khu vực và không có thiệt hại nào được báo cáo. Các cuộc tấn công sườn của Nga thì vẫn tiếp diễn ở khu vực Kursk và hiện lực lượng Ukraine thì đang triển khai gần đến Korenevo đã bị bao vây từ 3 hướng. Các chỉ huy Ukraine không cho phép binh lính của mình rút lui và hậu quả là có nhiều đơn vị Ukraine đầu hàng lực lượng Nga hoặc là chạy trốn khỏi chiến trường, bỏ lại thiết bị quân sự và đồng đội đã chết hoặc là bị thương. Trong khi đó, lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục phản công xung quanh Sudzha nhưng lại không đạt được kết quả nào đáng kể. Đồng thời, họ phát động các cuộc tấn công vào biên giới Nga ở phía Tây trong nỗ lực mở một mặt trận mới ở khu vực Kursk. Chỉ tính riêng trong ngày hôm qua, pháo binh và không quân Nga đã ngăn chặn 3 cuộc tấn công của Ukraine gần làng biên giới Veselov. Lực lượng Ukraine thì đang nhắm đến việc kiểm soát nhà ga xe lửa Kruzkovo để giành được chỗ đứng ở phía sau nhóm quân Nga đang tiến về Sudzha. Các cuộc tấn công thì đang diễn ra vẫn chưa mang lại kết quả nào. Bộ Tư lệnh Quân đội Ukraine đã gửi lực lượng dự bị lớn đến vùng Sumy và triển khai lực lượng lớn trong cuộc tấn công vào lãnh thổ của Nga nhưng lại chưa thành công. Tập trung vào các khu vực biên giới, các sĩ quan Ukraine đang buộc phải đẩy những người đàn ông chưa qua đào tạo kỹ càng mới bị bắt trên đường phố và Kursk để ngăn chặn cuộc tấn công của Nga. Lực lượng Nga đánh mạnh vào hai sườn của khúc lồi Kursk. Sau khi mà Ukraine đột kích vào tỉnh Kursk của Nga vào ngày 6 tháng 8 năm 2024, Tổng thống Nga Putin đã đặt ra dấu mốc là ngày 1 tháng 10 để quân đội Nga đẩy lui hoàn toàn lực lượng Ukraine khỏi Kursk. Quân Nga thì hiện nhắm tới Snagovs, một ngôi làng nằm ở phía nam của sông Seim, cách biên giới hai nước 12,8 km về phía bắc. Mũi tấn công này có sự tham gia của ít nhất là 8 xe tăng và các xe thiết giáp khác thuộc Trung đoàn lính dù 51 của Nga. Ngôi làng thì vẫn trong trạng thái bị giành giật vào thời điểm vài tiếng sau khi một cuộc phản kích bắt đầu. Nhóm phân tích Deep State của Ukraine thì đã đánh giá tình hình ở sườn trái của nhóm chúng ta tại Kursk đang xấu đi. Đồng thời, một lực lượng Nga khác xốc tới làng Ulanok trên sườn phải của lực lượng Ukraine ở Kursk. Hiện thì chưa rõ cách quân Nga tới Snagok như thế nào. Có 2 lối đi tới ngôi làng này từ lãnh thổ do Nga kiểm soát. Từ Tây Bắc vượt sông Seim hoặc từ thị trấn Korenevo gần đó vượt qua vùng đất khô. Khả năng thứ hai có lẽ là cao hơn, do quân đội Ukraine đã phá hủy mọi cây cầu cố định bắc qua sông Seim ở Kursk, đồng thời cũng đã phá hủy hầu hết các cây cầu phao mà quân Nga lắp ở khu vực này. Các binh sĩ Ukraine chốt tại Kursk đang hứng chịu đòn tiến công ở nơi xa nhất với tuyến tiếp tế từ thành phố Sumy của Ukraine. Tất nhiên, trận chiến là rất động. Theo nhóm phân tích mang tên là Trung tâm Chiến lược Quốc phòng của Ukraine, quân Nga đã tái chiếm Ulanok ở bên sườn phải của khúc lồi Kursk, nhưng đồng thời binh sĩ Ukraine ở tây nam của Snagok, bên sườn trái của chỗ lồi, đang tiến công lực lượng Nga dù rằng bản thân Snagok đang đứng trước nguy cơ rơi vào tay của quân Nga. Nhưng nhìn chung lại, đây là thời khắc rất khó khăn đối với Ukraine. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine đã tạo cho mình rủi ro lớn khi mà ra lệnh tấn công vào Kursk. 5 tuần sau khi mà Ukraine đột kích vào Kursk, chiến dịch này vẫn bị coi là canh bạc mạo hiểm của Kiev. Mặc dù chiến dịch đó có thể mang lại cơ hội mong manh cho Kiev mặc cả với Moscow trên bàn đàm phán, nhưng trên thực tế, lực lượng Ukraine bám trụ tại Kursk luôn có nguy cơ bị phản kích, hứng chịu tổn thất và bị đánh bật khỏi đây. Mặt trận Pokrovsk rực lửa, thế trận Ukraine lâm nguy. Với lực lượng ít ỏi của mình, rất khó để Ukraine vừa giữ vững được Kursk, vừa phòng thủ tốt ở miền đông nước này. Trong lúc Kiev tiến đánh Kursk một cách mơ hồ thì tại tỉnh Donetsk, ở miền đông của Ukraine, tập đoàn quân binh chủng hợp thành số 2 rất mạnh của Nga đang tiến vững chắc về Pokrovsk, thành trì quan trọng của Ukraine án ngữ nhiều tuyến đường quan trọng. Quân Nga thì đã phá vỡ từng bước hệ thống phòng ngự của Ukraine quanh Pokrovsk. Trung tâm Chiến lược Quốc phòng giải thích, tình hình ở khu vực phía nam trên hướng Pokrovsk vẫn cực kỳ khó khăn. Đối phương thì đã thiết lập được lợi thế về số lượng trong khu vực này. Lực lượng Ukraine phòng ngự quanh thị trấn Pokrovsk bị đối phương áp đảo về số lượng với tỷ lệ 4-1. Lực lượng này gần đây đã mất đi lữ đoàn thiện chiến nhất của mình khi mà lữ đoàn cơ giới số 47 đã bị hao mòn sau 15 tháng chiến đấu liên tục, được luân chuyển ra khỏi tiền tuyến. Bộ Tổng tham mưu Ukraine có giữ lại một số lữ đoàn dự bị cho việc bảo vệ Pokrovsk, nhưng những lữ đoàn này chỉ làm chậm chứ không chặn được đà tiến của quân Nga. Đa phần lực lượng thiện chiến nhất và trang bị tốt nhất của Ukraine đã được tung vào mặt trận Kursk, trong đó có lữ đoàn xung kích đường không cùng với các xe tăng và xe chiến đấu bộ binh khác do phương Tây sản xuất. Trang tin 163 của Trung Quốc ngày 13 tháng 9 đã tiết lộ mức độ thiệt hại thảm khốc của Ukraine khi lực lượng Nga giành quyền kiểm soát được Kalinovo và phản công ồ ạt tại mặt trận Kursk. Và trước đó, hãng thông tấn TASS đã dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết nhóm quân trung tâm của Nga đã giành quyền kiểm soát khu định cư Kalinovo, tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine trong ngày 5 tháng 9. Nhờ các hoạt động chiến đấu tích cực của nhóm quân trung tâm, khu định cư Kalinovo đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga, thông cáo có nêu rõ. Theo nhóm 163, tại Kalinovo, 8 lữ đoàn Ukraine bị bao vây, 470 người bị bắt làm tù binh, tổn thất tăng vọt. Cuộc bao vây này kinh hoàng đến mức nào mà khiến cục diện chiến trường đảo ngược nhanh chóng như vậy? 163 cho biết diễn biến trận chiến có thể gói gọn trong hai từ là thảm khốc, thậm chí có thể coi là một thảm họa. 8 lữ đoàn Ukraine được điều động đến chiến trường đã lập tức bị quân đội Nga bao vây hoàn toàn. Toàn bộ quân số và trang thiết bị đều bị xóa sổ. Điều đáng lưu ý nhất là 470 binh sĩ Ukraine đã bị bắt làm tù binh ngay tại trận địa và bị tước đi vũ khí. Trong trận giao tranh diễn ra tại Kalinovo, quân đội Nga đã điều động lực lượng chủ lực của nhóm quân trung tâm với mục tiêu rõ ràng là chọc thủng tuyến phòng thủ của quân đội Ukraine. Lực lượng Nga cũng được trang bị vũ khí tối tân, không cho quân đội Ukraine có cơ hội thở dốc. Ban đầu, 8 lữ đoàn Ukraine đã cố gắng kháng cự nhanh nhưng nhanh chóng nhận ra rằng họ hoàn toàn lép vế. Quân đội Nga tấn công với tốc độ rất nhanh, khiến lực lượng Ukraine không kịp trở tay, bị dồn vào thế bị động. Về phần 470 binh sĩ bị bắt làm tù binh, trang 163 cho biết phần lớn các binh sĩ này thuộc một đơn vị tinh nhuệ của quân đội Ukraine. Một số người trong đó còn rất giàu kinh nghiệm chiến đấu, nhưng lần này, trước cuộc bao vây của quân đội Nga, họ đã hoàn toàn sụp đổ. Số còn lại là tân binh vừa được bổ sung ra tiền tuyến, lại chưa có cơ hội tham gia chiến đấu thực sự. Cuộc bao vây của quân đội Nga diễn ra quá nhanh, khiến các tân binh Ukraine mất liên lạc với sở chỉ huy trong lúc hỗn loạn, buộc phải lựa chọn đầu hàng. Theo trang tin Trung Quốc, không chỉ thiệt hại về quân lực, tổn thất về trang thiết bị của quân đội Ukraine trong trận Kalinovo cũng rất nặng nề. Đầu tiên phải kể đến 2 xe bọc thép đã trở thành chiến lợi phẩm của quân đội Nga. Trong đó có một chiếc xe là Max Pro chống mìn do Mỹ sản xuất, vốn được thiết kế rất chắc chắn, có khả năng chống chọi với mìn và bom tự chế. Ngoài ra, lực lượng Ukraine còn mất đi 4 xe ô tô chuyên dụng, thường được dùng để vận chuyển vật tư. Vũ khí yểm trợ hỏa lực của quân Ukraine cũng không thể bảo toàn. Pháo tự hành Cezar do Pháp sản xuất vốn là vũ khí yểm trợ quan trọng của quân đội Ukraine, có tầm bắn xa, độ chính xác cao, thường phát huy được tác dụng lớn trên chiến trường. Thế nhưng lần này, nó đã trở thành đống sắt vụn. Thêm vào đó, quân đội Nga còn phá hủy pháo MS-Tabê và pháo tự hành Vosdyka của Ukraine. Chúng vốn là vũ khí chủ lực của Kiev để ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga. Đặc biệt, pháo tự hành Vosdyka được biết đến với khả năng là có thể khiến trận địa của đối phương hỗn loạn chỉ với một quả đạn pháo. Nhưng lần này, nó thậm chí còn chưa kịp khai hỏa trên chiến trường, đã bị quân đội Nga phá hủy. Lực lượng Ukraine mất một hệ thống pháo phản lực phóng loạt Grad. Đây là loại pháo có thể phóng một lượng lớn đạn rocket trong thời gian ngắn, gây sát thương nặng nề cho đối phương. Song trong trận Kalinovo, hệ thống Grad của quân đội Ukraine đã không thể phát huy được uy lực vốn có của nó. Ukraine còn thiệt hại thêm 6 khẩu pháo D-30. Những khẩu pháo này tuy đã có tuổi đời khá lâu nhưng vẫn có uy lực không nhỏ khi phải đối phó với xe bọc thép và bộ binh của đối phương. Tuy nhiên, chúng đã không thể ngăn cản được sức tấn công của quân Nga. Và cuối cùng, quân đội Ukraine còn bị mất một hệ thống pháo phản lực phóng loạt Grad. Loạt pháo phản lực phóng loạt này thường có thể phóng một lượng lớn đạn rocket trong thời gian ngắn, gây sát thương nặng nề cho đối phương. Nhưng ở trong trận chiến, hệ thống Grad của quân đội Ukraine rõ ràng đã không phát huy được uy lực. Trước những thiệt hại nặng nề về khí tài và quân lực của Ukraine, 163 đánh giá trận chiến tại Kalinovo sẽ có tác động sâu rộng tới tình hình của Donbass. Dự kiến quân đội Ukraine sẽ phải đối mặt với những thách thức thậm chí còn nghiêm trọng hơn nữa trong những trận chiến tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Nếu thấy video hay và thú vị, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ đội ngũ nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.